để các bạn chuyển nhanh giữa đoạn văn sang tiêu đề và tiêu đề sang đoạn văn ấy, thì mình có một cách rất hay cho các bạn xem như này. Để chữ ngoài dạng tiêu đề đoạn văn đúng không? Thì tiêu đề là như này, tích chuột. This is title. Rồi, đây là tiêu đề. Thì các bạn thấy là tiêu đề nó khi mà cô giãn là nó thay đổi về kích thước chữ. Còn nếu như mà các bạn tạo đoạn văn ấy, thì các bạn khoanh chuột này. Thì đây là đoạn văn. Thì khi mà khoanh chuột thay đổi đoạn văn ấy, là nó sẽ thay đổi cái gì nhỉ? Cái khung hiển thị. Để các bạn thay đổi giữa tiêu đề đoạn văn nhanh nhất thì có một cái rất hay là các bạn sẽ nhìn vào cái hình trắng đây. Để các bạn sẽ kích đúp vào đây. Đó, bây giờ nó sẽ thành đoạn văn. Yeah. Và nếu như bạn kích đúp vào cái màu đen này bây giờ thành trắng thì bây giờ nó lại thành tiêu đề. Rồi, that's right. Rất đơn giản đúng không? Chúc bạn thành công.